Hello, mình xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì Mai có một cái vấn đề nhỏ nhỏ muốn lên đây tâm sự với mọi người. Thì trong cái chuyến đi New York vừa rồi thì vợ chồng Mai là có một số mâu thuẫn nhỏ nhỏ trong cái việc dạy con, nên Mai muốn lên đây hỏi thử ý kiến mọi người, thử coi cái quan điểm của mọi người là như thế nào nha. Thì cái mâu thuẫn này nó cũng xảy ra một đôi lần rồi chứ không phải là mới xảy ra đây đâu cô chú anh chị ha. Tuy nhiên thì lần này thì Mai thấy nó hơi nặng một chút xíu, cho đó thì Mai sẽ chia sẻ một chút xíu với mọi người ha. Thì các cô chú anh chị cũng biết đó là ông xã Mai là một người cực kỳ chiều con, không phải chỉ riêng chiều con không mà còn chiều vợ, chiều con, chiều tất cả những người xung quanh mình, chiều chuộng, là chiều không chỉ chiều bình thường nữa, chiều cái đời sống bình thường cần nói ha, chiều cả về mặt vật chất nữa cô chú anh chị ha. Thì con gái của Mai hay là con của ông xã Mai, đứa nào cũng vậy hết, ông xã Mai rất là chiều chuộng. Thì cô chú anh chị cũng biết đó là chiều đến mức độ như thế này, con gái của ông xã Mai đó, con gái lớn đó, thì khi mà bé vào cấp 3 đó, bé học cũng khá là giỏi ha. Thì ông xã Mai đã ngay lập tức là đi mua cho bé một chiếc Mercedes mui trần luôn. Tại vì bé đạt kết quả tốt đó cô chú chị. Nhưng mà ông xã Mai chiều cũng chiều có lý nha. Đạt kết quả tốt thế là mua cho tặng cho bé một chiếc xe mui trần để đi học. Thì bé trở thành một đứa bé là giống như là sành điệu nhất trường của cô chú chị ha. Đi học mà bạn bè đều phải lát mắt ngưỡng mộ, đều phải nhìn, tại vì chạy xe mui trần mà còn Mercedes nữa cô chú chị. Thì Mai cũng chỉ nói sơ sơ một cái sự chiều chuộng của ông xã Mai đối với con thôi. Và không phải chỉ chiều riêng con xã Mai không, mà chiều cả con gái của Mai và chiều tất cả mọi người, những người thân yêu xung quanh mình nữa. Ví dụ như cái đợt mà Mai chỉ cần đi vô Mercedes mua chiếc xe của Mai á, xong rồi con gái Mai nó nhìn thấy chiếc xe mui trần màu trắng á, nói trời xe này đẹp quá ba, mốt con lớn lên ba mua cho con nha. Ông xã Mai nói con cứ học tốt đi, cái gì cũng có hết á, con muốn cái chuyện đó. Cái nó nói ba nói thiệt không, ba nói thiệt không. Cái ông xã Mai mới trả lời là con cứ thử hỏi Melissa với lại Rachel thử coi, ba có làm tốt cái nhiệm vụ của mình không, con chỉ cần làm tốt cái nhiệm vụ của con thôi thì ba sẽ tự khắc ba biết ba làm tốt cái nhiệm vụ của mình thôi. Thì đó là một cái nói nhỏ nhỏ mà Mai có thể muốn minh chứng cho các cô chú anh chị và các bạn xem ha. Tuy nhiên thì cái đợt đi New York vừa rồi đó cô chú anh chị, thì Mai thấy rất là nhiều trải nghiệm. Và những cái đợt trước nữa mà Mai cũng quên rồi, chứ bây giờ cái đợt New York vừa rồi thì đi vô Christian Dior cô chú anh chị, thì Ngân nó cũng vu vơ, nó chỉ cái giỏ mà khoảng 9,000 mấy thôi. Nó nói ba con thích cái giỏ này. Cái ông xã Mai mới trả lời là nếu mà năm nay con học có kết quả tốt thì ba sẽ mua cho con cái giỏ đó. Mai hết hồn luôn cô chú anh chị. Thật sự là Mai hết hồn. Xã Mai chiều con thì Mai cũng biết rồi, có nghĩa là mua cái này cái kia chưa bao giờ mà nói không với con hết. Nếu mà con có kết quả tốt, nếu mà con học giỏi thì ông xã Mai lúc nào cũng chiều chuộng. Nhưng mà đối với khi đó thì Mai về Mai nói với ông xã Mai lại là không, tụi nó còn quá nhỏ để mà có một cái giỏ hiệu như vậy. Ông xã Mai nói chứ ủa nếu mà nó học tốt thì mua cho nó đâu có sao đâu. Mai nói không là không. Mai thì Mai cũng tỏ thái độ quan điểm rõ ràng với ông xã là Mai sẽ không đồng ý cho con Mai xách một cái giỏ hiệu như vậy đâu. Thì ông xã Mai nói chứ tại sao em không đồng ý, anh thấy là nếu mà nó học tốt thì mình nên thưởng cho nó một cái gì, trong khả năng của mình thì mình thưởng nó cũng được. Nhưng mà Mai thì Mai nói không, cái đó là đó quá mắc tiền so với một đứa trẻ, mình không nên chiều chuộng con về mặt vật chất như vậy, mình sẽ làm cho nó hư đó. Và câu chính chị biết không, khi đợt trước là cái tuần trước Mai đi vô trong Saks Fifth Avenue thì xí mũi nó đã thích cái chai dầu thơm Louboutin rồi. Và cái dầu thơm này là 320 đô, cộng với tiền thuế vô nữa thì chắc cũng phải 350 đô, 340 mấy đô của chính chị ha. Thì Mai cũng trả lời là không có đồng ý cho mua của chính chị. Và Mai cũng thường, cô chú anh chị cũng thấy đó, Mai mua quà cho con thì Mai cũng mua những cái dầu thơm mà khoảng mấy chục đồng đổ lại thôi, chứ Mai không có mua cái gì mà quá đắt, ví dụ như 100 mấy chục đồng Mai cũng không có mua nữa. Khoảng 7, 8, 90 đồng thì Mai còn có thể mua, chứ còn mắc quá thì Mai nghĩ là nó quá phí phạm so với tuổi trẻ ha, cho với tuổi nhỏ như vậy. Thì đó, thì Mai cái gì Mai cũng có giới hạn hết, đối với bản thân Mai là như vậy ha. Và lần trước thì mình đi về rồi mình đã thành công rồi, mình không có cho tụi nó mua rồi. Lần này thì ông xã Mai đã hứa với nó ngay từ ngoài, khi mà mình quay ngược trở lại Saks Fifth Avenue để Mai nhờ cái bạn đó thắt lại cái giỏ đó ha, để kiểm tra cái khăn nó bị chày với cô chú anh chị. Thì ông xã Mai đã hứa là giờ này mình sẽ mua cho con cái chai dầu thơm đó, là bé rất là hí hửng mới đi vào. Và khi đi vào thì Mai không có đồng ý cho mua, là làm cho xíu mũi nó khóc cô chú anh chị. Bởi vì nó bị hụt hẫng. Thực ra Mai thì Mai không trách xíu mũi được đâu, bởi vì nó chỉ là một đứa trẻ con thôi. Cô chú anh chị cũng đừng có trách tụi nó là nó đòi hỏi quá đáng hay như thế nào đó, tại vì trẻ con thì nó cũng không biết cái nào là cái giới hạn của nó đâu. Nhiều khi nó biết là mắc, nhưng mà nó thì
ước muốn là nó vô chừng lắm cô chú anh chị. Khi bản thân mình còn nhỏ thì mình cũng như vậy thôi, mình cũng ước muốn vô chừng lắm, nên mình là người lớn thì mình phải hướng dẫn con và mình control nó, mình biết cách để mình control nó thôi. Bản thân Mai thì Mai sẽ không có chịu những cái mà mắc tiền đến như vậy. Giống như cô chú anh chị thấy đó ha, Mai thì Mai rất là có giới hạn. Mai cũng nói với ông xã Mai là nên có giới hạn đối với các con, chứ không nên là để các con là quá như vậy. Và ông xã Mai cũng từng mua cái tai nghe $300 cho con Mai. Mai nói trời ơi nó mắc tiền quá, sao mà mua gì mà mắc dữ vậy. Mà ông xã Mai nói nó thích mà, đâu có gì đâu, miễn sao nó tốt thì thôi. Trời ơi Mai cũng bó tay. Thì cái đó là cái quan điểm của ông xã Mai. Và trên đường về thì Mai cũng có trao đổi với ông xã Mai, đó là Mai nói như vậy: em không có muốn là anh chiều con đến như vậy đâu, bởi vì đối với em thì cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Anh á, tại sao xíu muộn nó khóc là tại lỗi của anh á. Em đã nói không đồng ý mà anh cũng đồng ý anh cho con, nên thành ra là khi mẹ vào trong đó mẹ em nói không đồng ý thì chắc chắn là sẽ làm cho con nó rất là hụt hẫng và nó rất là thất vọng. Bản thân em hiểu được cái cảm giác đó, mình không có la con được, bởi vì đương nhiên là khi đó thì nó sẽ phải khóc, nó phải hụt hẫng, nó phải thất vọng rồi. Nên lần sau em không có muốn anh làm gì nữa. Ông xã Mai thì nói ok anh đồng ý, nhưng mà ông xã Mai nói là anh muốn I want to give them nice stuff, có nghĩa là anh muốn để cho các con có những cái món đồ tốt. Tuy nhiên thì tốt đối với Mai nó cũng ở mức độ vừa phải thôi, ví dụ như Michael Kors hoặc là Coach hoặc là cùng lắm tới Tory Burch thôi, chứ còn cái này là nó quá đắt rồi. Mai không có muốn cho con Mai một đứa vậy, trẻ nhỏ mà từ nhỏ đã quen xài những cái món hàng hiệu xa xỉ và không có biết quý trọng giá trị của đồng tiền của chú anh chị ha. Bởi vì để làm được cái số tiền đó thật sự nó vất vả lắm. Đối với những người lao động bình thường, người lớn mình cũng còn chưa có xài tới cái mức độ đó, nó huống chi là chỉ là một đứa con nít. Thì cái quan điểm nuôi con của ông xã Mai nó hoàn toàn khác ngược với Mai. Nó khác lắm. Mai thì cô chú chị biết đó, là Mai ngay từ Mai từ xưa là có một mình Mai nuôi hai đứa nhỏ thôi. Mình là mẹ đơn thân mà. Thì khi mà Mai dẫn con Mai đi mua sắm á, đi mall, thường thì Mai cũng hay đi Marshall hoặc là đi Ross á. Thì các cô chú chị nói là Mai ở phung phí, bình thường thì Mai cũng vẫn đi những cái cửa hàng giảm giá đó, chứ Mai cũng chẳng có phải mua gì cao siêu. Không phải là cái nào từ trên xuống dưới của Mai là giác tàng đồ hiệu không. Những cái món phụ kiện thì Mai có thể mua đắt tiền, nhưng mà những cái đó mình có thể tái sử dụng lại được nhiều lần, ví dụ như giỏ, giày hoặc là những cái dây, những cái nhẫn bông hay này nọ đó, thì mình có thể phối hợp được với nhiều cái bộ đồ. Còn những cái quần áo thì đa số là Mai ít có mua áo đắt tiền lắm, chỉ có mua áo khoác này nọ thôi ha. Thỉnh thoảng thì cũng có chứ không phải là không, nhưng mà mình cũng chỉ biết giới hạn thôi. Những cái đó mình có thể sử dụng được nhiều lần thì mình mới mua. Và khi mà Mai còn là mẹ đơn thân á, mỗi lần mà Mai dẫn mấy đứa nhỏ đi mua sắm á, thì cô chú chị biết tội lắm nha, tội lắm chứ không phải không nữa. Khi mà đi vào mua đó thì mình các con lúc nào nó cũng nói mẹ ơi, mẹ cho con mua một món đồ chơi thôi nha mẹ. Cái nói ừ con đi lấy đi. Mỗi đứa chỉ được một món thôi. Thế là tụi nó vô, tụi nó nói mỗi lần mà tụi nó lấy cái món mà mấy chục đồng, nó mắc tiền nó không dám lấy đâu cô chú anh chị. Nó lấy 1 đồng 99, 2 đồng 99, 3 đồng 99, cùng lắm là 4 đồng 99, là 5 đồng thôi cô chú anh chị. Nó chạy ra nói mẹ ơi cái này chỉ có 1 đồng 99 thôi, mẹ cho con lấy nha mẹ. Cái nó ok. Hoặc là nếu mà nó lựa 2-3 món đi thì mẹ sẽ nói là con thích cái món nào nhất, con chỉ được lấy một món thôi. Thì nó có quyền được lấy một món cô chú anh chị. Thì nhiều khi mình nhớ lại mình cũng thấy thương tụi nó cũng rất là biết điều. Và con gái của Mai á, chưa bao giờ luôn đi siêu thị mà đòi một món gì đó hay là mà Mai không có đồng ý mà lăn ra dãy đình đạch khóc ha. Con gái của Mai không có cái chuyện đó. Nó có thể khóc vì chuyện gì, nhưng mà cái chuyện đòi mua đồ mẹ không mua mà dãy đình đạch lăn ra khóc là Mai không có. Chuyện đó là chưa bao giờ xảy ra. Nói chung là Mai nuôi dạy con Mai theo một cái cách khác, là giống như là nói lúc nào cũng nói với con là mẹ không có nhiều tiền nên các con phải tiết kiệm, các con phải mua đồ này nọ. Thì khi đó đó mẹ thấy là các con gái của Mai á, nó cứ rất là trăn trở. Nó về nó hỏi, nó lúc nào nó cũng hỏi mẹ chừng nào nhà mình giàu, mẹ chừng nào nhà mình giàu. Thì Mai đã mang đến cho được mấy đứa trẻ này ngay từ nhỏ là những cái lo lắng về mặt tiền bạc rồi, nên thậm chí là lúc nào nó cũng nói ước gì nhà mình giàu hết. Nó về nó nói với bà ngoại nó, hay nó nói cái gì đó, mỗi lần nó nói chuyện điện thoại nó đều nói như vậy. Nhưng mà mẹ thấy tụi nó cũng biết điều. Và khi mà Mai quen ông xã Mai, Mai gặp ông xã Mai thì ông xã Mai lại nuôi dạy con Mai theo một cái cách rất là khác luôn. Nên thành ra là hai vợ chồng mình rất khá là mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề này ha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị cũng biết đó là cái quan điểm của Mai là nó có giới hạn như thế này. Thậm chí là cô chú anh chị cũng thấy cái đôi giày mà Sabato đó, đôi giày đó Mai mua là 300 mấy sao đó cô chú anh chị, Mai order online về. Tuy nhiên khi về nó lại chật so với Mai, nó không có vừa, mà nó vừa với chân của Ngân. Tuy nhiên thì Mai không có để cho Ngân mang, mà Mai quyết định Mai đem đi tặng bạn Mai. Mặc dù là Mai biết là
mình nếu mà mình tặng thì cũng phí, mình để cho con gái mình mang, nhiều người thì sẽ để cho. Nhưng mà quan điểm của Mai á, Mai nghĩ một điều là con mình nó còn quá nhỏ để nó sử dụng những cái món đồ hiệu đắt tiền như vậy, thì thôi mình tặng bạn mình để bạn mình sử dụng nó thì nó hợp lý hơn là một đứa trẻ. Do đó thì Mai đã đem cái đôi giày đó Mai tặng cho bạn mà không có cho con gái Mai mang. Thì cái quan điểm của Mai với quan điểm của ông xã Mai nó lại khác nhau hoàn toàn, đúng không cô chú anh chị? Mình thì sẽ không có cho con sử dụng những cái món đồ hiệu đắt tiền ngay từ nhỏ, mà mình phải biết hướng dẫn các con chỉ sử dụng những cái món đồ có nghĩa là có chất lượng tốt thôi, chứ không phải là thương hiệu xa xỉ gọi là luxury ha. Đó thì nhưng mà có một điều thì nó cũng gây nên cái sự tự ti của một đứa trẻ, đó là nó cứ phải trăn trở khi nào nhà mình giàu, khi nào như thế này thế kia. Và từ khi mà Mai quen ông xã Mai thì nó chưa bao giờ lại hỏi lại cái câu hỏi đó nữa, vì nó cảm thấy là những cái nhu cầu của nó được đáp ứng đầy đủ ha. Ví dụ như là nó có iPad, iPhone, nó có tất cả mọi thứ mà nó cần, một đứa trẻ nó cần. Và ông xã Mai rất là chiều các con. Mà thì Mai thì ban đầu thì không có đồng ý, nhưng mà bây giờ Mai cũng khá là lấn cấn của chú anh chị. Tại vì như thế này, ông xã Mai thật ra thì để mà nói thì ông xã Mai cũng đã nuôi dạy 4 đứa con rồi, và đứa nào nó cũng thành công hết, đứa nào cũng thành công, đứa nào nó cũng có công việc làm, và đứa nào nó cũng ngoan ngoãn hết. Và cái cách nuôi dạy của ông xã Mai cũng không có gì thay đổi so với cách nuôi dạy của con gái Mai ha. Con gái Mai thì không gì thay đổi với lại cái cách mà ông xã Mai đã nuôi dạy 4 đứa kia luôn. Các con của ông xã Mai cũng được chiều chuộng từ nhỏ, được đáp ứng các nhu cầu về vật chất ngay từ nhỏ. Có nghĩa là các bé không cần phải thèm muốn một cái gì hết. Có nghĩa là khi mình muốn cái gì nó đều có trong lòng bàn tay của mình hết, nó rất là dễ dàng. Muốn cái gì ba cũng đáp ứng được hết, miễn là mình học giỏi, mình ngoan này nọ thì ba sẽ mua cho mình. Các bé chưa bao giờ phải thèm khát một cái món đồ về mặt vật chất. Do đó thì một phần nó cũng tạo nên cái sự tự tin của các bé ha. Con của ông xã Mai nó rất là tự tin, và thậm chí nó không có gọi là sao ta, thậm chí nó không có quan tâm về mặt vật chất nữa, rất là tự tin. Nó cảm thấy nó chưa bao giờ thiếu thốn hết. Thì cô chú anh chị cũng thấy đó, tụi nó đi ra ngoài ở một mình như vậy rồi nó không cần lấy xe nữa. Thậm chí ông xã Mai kêu thôi lấy xe chạy đi, mà nhà có rất là nhiều xe mà nó không lấy xe. Nó nói nó không cần, tại nhu cầu nó không cần thực sự ha. Và đứa nào cũng ngoan ngoãn, đứa nào cũng có công việc làm ổn định và lương khá hết. Vậy thì cái cách nuôi dạy của ông xã Mai, Mai thấy là cũng khá thành công, rất là thành công luôn. Tại vì đâu có phải dễ để nuôi dạy 4 đứa con đâu cô chú anh chị ha. Cho ăn thì đã, nuôi để đủ ăn đủ mặc đã khó rồi, còn nuôi mà dạy để nên người thì nó còn khó hơn nữa. Cái này là cái khó và trăn trở lớn nhất của Mai ha. Do đó thì Mai thấy là ông xã Mai đã có một cái lịch sử, một cái trải nghiệm như vậy và cũng đã khá thành công. Vậy thì cái cách nuôi dạy của Mai nó có cái gì gọi là đúng hay không, hay là cách nuôi dạy của ông xã Mai mới là đúng? Mai rất là trăn trở luôn. Tại vì thật sự ra mà nói á, Mai á tin ông xã Mai không? Nếu mà ai hỏi Mai có tin cách nuôi dạy ông xã Mai không, của ông xã Mai không, thì Mai sẽ trả lời là Mai rất là tin. Bởi vì ông xã Mai, Mai sống với ông xã Mai, Mai hiểu được ông xã Mai nuôi dạy con của Mai bằng tình cảm và bằng cái tâm của một người cha thật sự. Nên là Mai rất là tin là ông xã Mai mong muốn mang đến cho con Mai những cái điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên thì Mai rất là lo sợ một điều là khi mà mình chiều chuộng các con quá thì sẽ làm cho các con hư hỏng, làm cho các con không có quý trọng những cái giá trị vật chất ha, làm cho các con nó bị dễ bị giống như là những cái đứa trẻ con nhà giàu hư hỏng sớm đó cô chú anh chị, là không có biết quý trọng những giá trị, những cái gì mà ba mẹ mang lại cho các bé, mà các con sẽ không có tập trung học hành mà chỉ có lo ăn chơi lêu lỏng. Thì Mai thấy ở Việt Nam mình cũng rất là nhiều trường hợp đó xảy ra. Mai đã thấy trong những bạn của Mai ấy vậy nữa. Tại hồi xưa thì cô chú chị biết là Mai học, có một thời gian Mai học trường dân lập, học trường nội trú á, thì đa số con em của những cái trường ở đó là con nhà giàu không à. Những đứa nhà giàu ở dưới quê của chú anh chị ha, được ba mẹ gửi lên thành phố học, hoặc là những đứa nhà giàu mà ở trong thành phố mà bị mấy trường kia đuổi, nói chung là tụi nó cũng hư lắm cô chú anh chị. Mai thì Mai ở dưới quê, do đó muốn lên thành phố học thì phải có hộ khẩu những cái trường công á, thì mình học ở những trường dân lập đó, chứ không mình đâu có học những trường công đâu. Thì Mai cũng đã từng trải qua cái đó, nên Mai sợ con Mai nó bị ảnh hưởng bởi cái sự nuông chiều đó mà nó trở nên hư hỏng. Nói chung là rất là phân vân, Mai cũng không biết như thế nào. Và cái mâu thuẫn này nó không phải chỉ xảy ra một lần thôi, mà nó đã xảy ra khoảng vài lần rồi cô chú anh chị.
Ông xã Mai thì nói với Mai là em cứ để cho các con thoải mái đi. Nếu mà các con nó làm tốt cái nhiệm vụ của nó thì em hãy để cho các con thoải mái đi, chứ tại sao em phải nghiêm khắc gò bó vậy. Thì mẹ châu Á mà cô chú chị ha, mẹ châu Á là Tiger Asian Mom mà, thì mình cũng khó khăn lắm. Thường thì các con Mai á, nó xin cái gì, nó muốn cái gì, nó sẽ xin ông xã Mai nhiều hơn, ít là nó xin Mai. Bởi vì nó xin Mai thì nó ít được đáp ứng. Mai thường say no nhiều hơn là ông xã Mai ha. Ông xã Mai thì nó đòi cái gì cũng được hết á, nhưng mà với điều kiện nếu mà con học giỏi, con có điểm A, con có này nọ thì ba sẽ mua cho con. Ba không có tiếc tiền, tiền bạc đối với ba không thành vấn đề. Đó là cái suy nghĩ của ông xã Mai. Đó thì ông xã Mai cũng nói chung là cũng chiều chuộng tất cả mọi người xung quanh như vậy, chứ không phải là chiều chuộng gì riêng gì con mình không ha. Đó, chiều chuộng Mai, chiều chuộng con, chiều chuộng bà nội, chiều chuộng mấy đứa nhỏ đó. Thì cô chú chị thấy đó, không có tiếc tiền ông xã Mai cũng vậy, nó lắp cái cầu thang cho bà nội đi lên á, 9,000 là lắp thôi chứ không có tiếc tiền đâu. Tại vì thấy chân bà nội đau mà mỗi lần mà bà nội bò lên cầu thang đó, rất là tội ha. Mà khi mà mình nói mình lắp cầu thang đó, bà nội còn không đồng ý nữa cô chú anh chị. Bà nội nói bà nội sẽ không sử dụng á, mà ông xã Mai nhất định là lắp, thì lắp riết thì bà nội cũng phải sử dụng thôi. Nhưng mà ý cái Mai nói đây là ông xã Mai không có quan tâm đắm về mặt tiền. Còn bây giờ mình sẽ quay nói lan man một hơi, nói đi vòng vòng đi xa quá rồi. Bây giờ Mai chỉ quay lại cái chủ đề là cô chú anh chị nghĩ là Mai có nên lắng nghe ý kiến của ông xã Mai trong cái việc nuôi dạy con hay không? Có nghĩa là có nên chiều chuộng các bé về mặt vật chất quá như vậy hay không? Chứ Mai thấy là nó nhiều khi thì Mai cũng nghĩ là thôi Mai cứ để cho ông xã Mai nuôi dạy các con Mai đi, Mai cứ tin ông xã Mai đi. Nhưng mà khi cái chuyện đó nó xảy ra, cô chú chị, là Mai lại không có cam tâm, Mai lại cản, Mai không có cho làm như vậy. Ví dụ như là cái bữa mà đi mua dừa thơm cũng vậy nữa. Ông xã Mai cho rồi, 350 là đồng ý mua rồi. Nhưng mà Mai nói không, bây giờ chỉ mua được cái sample thôi, 90 đồng hoặc 60 đồng, con muốn cái loại nào thì con lựa. Đó thì Mai cũng cản lại, Mai không có cho mua. Thì nhưng mà được một cái là khi mà Mai không có đồng ý thì ông xã Mai rất là tôn trọng quyết định của Mai ha. Ok, nếu mà không cho thì không mua vậy thôi. Thì nhưng mà có điều thì Mai sợ con Mai nó buồn hoặc là nó thất vọng quá, nhiều khi vậy cũng tội nghiệp cho nó. Theo các cô chú anh chị thì Mai nên làm theo cái suy nghĩ của Mai hay là Mai nên nghe ông xã Mai? Thì các cô chú anh chị cho Mai xin một số ý kiến ha. Lâu lâu thực sự Mai cũng khó nghĩ lắm cô chú anh chị. Cái hành trình nuôi dạy con là một cái hành trình quá là khó khăn đối với cha mẹ ha. Tại vì mình không có một cái quyển sách nào để dạy cho mình cái đáp án nào là đúng là sai, và cái phương pháp nào là đúng, phương pháp nào là sai. Không có một cái tài liệu nào, không có một cái câu trả lời nào là đúng hay là sai, giống như đáp án của toán học ha. Đúng là đúng, sai là sai. Còn cái này vừa đúng vừa sai, nó đang xen, nó rất là khó. Mai thì cũng đang struggling, nhiều khi cũng struggling, nghĩa là nhiều khi cũng rất là lung lạc trong cái cách nuôi dạy các con. Mình là mẹ mà, thì ông xã mình cũng giúp mình. Nói chung là một người hầu như là nói thì nói là bên cạnh đồng hành với Mai, chỉ giúp Mai thôi. Nhưng mà thực ra ông xã Mai là cái người chịu sao chính, nhưng mà Mai thì Mai vẫn là người quyết định chính, cô chú anh chị. Thì cho hay không vẫn là Mai, bởi vì ông xã Mai rất là tôn trọng cái quyết định của vợ trong gia đình. Những cái quyết định trong gia đình Mai là chủ yếu là quyết định của Mai. Nếu mà Mai nói không thì dù có là cái việc đó ông xã Mai có muốn cỡ nào thì ông xã Mai cũng không có làm. Dù là những việc trong nhà cửa, sửa chữa, xây dựng hay gì hết thì ông xã Mai đều thông qua ý kiến của Mai hết. Nhưng mà nhiều khi thì Mai thì cũng còn khá trẻ, và cái kinh nghiệm sống ở bên Mỹ này thì cũng còn khá mới, nên cũng chưa có biết nhiều. Thì các cô chú anh chị nghĩ là mình, nếu mà mình chiều chuộng các con giống như cách của ông xã Mai, có phải là một phương án hay hay không? Thì nếu mà cô chú anh chị nào có ý kiến thì để lại bình luận cho Mai xin những cái lời góp ý với nha. Mai cũng đang rất là phân vân, rất là khó nghĩ. Cảm ơn cả nhà đã xem video ngày hôm nay của Mai. Và nếu mà cho Mai một lời khuyên nữa thì Mai càng cảm ơn nhiều hơn nữa ha cô chú anh chị. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Hy vọng là sau video này thì các cô chú anh chị sẽ cho Mai những cái lời khuyên thật là bổ ích để Mai có thể trở thành một người mẹ nuôi dạy các con mình một cách hoàn chỉnh hơn, học hỏi nhiều hơn từ các cô chú anh chị và các bạn. Xin chào tạm biệt.